Lần đầu tiên xin gửi tới quý vị đại biểu, quý tăng ni Phật tử lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và an lạc. Sau đây, Đức Băng xin được gửi tới quý vị đại biểu, quý tăng ni Phật tử một ca khúc hát về Trường Sa Hoàng Sa, ca khúc truyền thuyết Hoàng Sa Trường Sa, xin mọi người cùng lắng nghe. Thank you.
chi xin làng bên sông xin thêm một hàng kiền năm mươi mấy ngàn năm lịch sử dư nước dựng xây sáng xứng thiên giờ chuyện về sang hoàng xa trường xa làng bên sông xin thêm một nhà kiền năm mươi mấy ngàn năm lịch sử dư nước dựng xây sáng xứng thiên giờ. Cảm ơn em ca sĩ Vũ Bằng rất nhiều và đến từ